chút. Này. Đó, như vậy là được rồi nè. Mới giờ đòi ăn cơm. Mới giờ này đòi ăn cơm. Ăn cơm chứ. Mới sớm mà. Ăn cơm xong rồi đi ngủ. Nhưng mà còn sớm mà. Trưa. Hả? Trưa rồi hả? Đi ngủ. Đi ngủ hả? Ăn cơm xong đi ngủ. À. Có thể đi ngủ ở đâu? Cô Thủy làm, cô Thủy không có ngủ. Gì? Cô Thủy làm, cô Thủy không có ngủ. Cô Thủy làm không ngủ được cả. Ừ. Cô Thủy, hôm nay cô Trung không lên à? Không, cô Trung hôm nay ở Hòa Đông. Chị đang như là được có làm rồi phải không? Đau quá hả chị? Dạ. Để lâu quá không? Dạ. Chịu khó tí. Biết tế minh vậy đó. Cũng như ai luôn. Cái chị đó hay gội đầu á. Xong rồi hồi bữa có làm một lần rồi đó Châu nè. Cái bữa đó chủ nhật xong rồi có tiết ở nhà nữa đó. Bữa đó chị với em làm chính thì có rõ không Nhi? Yeah.